Chục người à? Cái này đi vào trong này đúng không? Xin kính chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với channel Vlog Miền Núi. Các bạn, nói đến rượu chắc không còn xa lạ với mọi người nữa. Nhưng ít ai biết và ít ai hiểu được rằng nguồn gốc xuất xứ của loại rượu mà chúng ta đang uống hàng ngày nó bắt đầu từ đâu. Ngay bây giờ em đang có mặt tại một cái trụ sở. Cái trụ sở này cung cấp rượu cho cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Và bây giờ em sẽ đưa các bạn đi vào bên trong khám phá và xem cái quy trình sản xuất rượu của người ta như thế nào nhé. Mời tất cả mọi người cùng theo dõi. Đây là cái cổng ra vào có cái biển là hợp tác xã rượu Thanh Vân thuộc ủy ban nhân dân xã Thanh Vân các bạn nhé. Bây giờ em sẽ đi vào bên trong này xem cái quy trình như thế nào nhé. Chào anh nhá. Mới nấu xong rượu rồi anh. Cái này cái xưởng này là có mấy cái lò nấu? 6 cái à? Đây các bạn, ở trong cái nhà xưởng này thì có 6 cái lò các bạn này. Có 6 cái lò rất là to luôn. Đây người ta xây thành một dãy. Cái lò này thì người ta xây thành hai bậc. Xây cái này thì khi mình đun thì nó sẽ đỡ tốn củi hơn các bạn. Cái tầng bên trên là cái tầng than, còn tầng bên dưới là cái tầng mà để cái cho đấy, cái cho bếp nó bị cháy tàn hết rồi, nó sẽ bị rơi xuống bên dưới. Tại vì vào mùa này thì thời tiết nó khá là nóng nên là cũng làm rượu cũng hơi khó các bạn. Sợ nó nóng quá nó không ngon nữa, nóng quá nó sẽ thành chua mất. Bây giờ đang nấu ngô là cất rượu rồi anh. Không có cất, sáng nay không có thời gian nên là không cất. À. Cái này bình thường này một mình có làm kịp 6 cái lò này không? Không kịp đâu. Anh buổi sáng này làm là buổi sáng này mới có múc ra mới có giờ này còn chưa thích. À. Đây là những cái thùng để đựng ủ men rượu bạn. Nắp ủ men. Đóng thùng rất là kín. Một thùng này là 100 lít các bạn ạ. Đấy, cái dãy này nó phải tầm khoảng 30 thùng. Xa xa kia những cái bao tải kia là những cái can để đựng rượu bạn ơi. Đây là những cái ngô mà mới nấu xong. Mới nấu xong còn chưa trộn men. Tại vì thời tiết nóng quá nên là phải phơi nó nguội một chút các bạn ơi. Phơi đúng một chút thì trộn men nó mới lên tốt. Đống thứ hai này là đã trộn men này. Thế nên là người ta làm hoàn toàn bằng men lá các bạn nhé. Men lá thì rượu nó rất là ngon và nó uống vào nó không bị đau đầu. Chất lượng rượu rất là tốt. Đây là cái cào để dùng để cào cái bã ngô này các bạn này. Không chúng ta dùng cuốc hay dùng xẻn thì sẽ làm thủng cái tấm bạc. Đây là bằng gỗ nên là rất là yên tâm, sẽ không bị thủng các bạn ạ. Nói chung là người dân cũng rất là sáng tạo. Sẽ đi ra đây để cho bạn xem một cái chai. Một cái chai rượu các bạn nhé. Cái thương hiệu rượu của nó là như thế nào để các bạn biết. Đây sẽ lấy cái chai rượu này các bạn xem. Thương hiệu rượu của nó là rượu ngô luôn các bạn ạ. Đây, rượu ngô Thanh Vân. Ở trong này người ta không có bật điện nên là hơi tối các bạn, hơi tối nên hơi mờ một chút. Đây là những cái bao ngô rất là nhiều các bạn. Một bao này là 50 cân. Đấy, họ dùng xe tải để chở vào đây luôn này. Can đựng rượu. Đây là phòng khách này. Cũng khá là rộng. Có riêng một phòng khách cho mọi người uống nước.
Ở đây có trưng bày rất là nhiều cái sản phẩm, gọi là cái thành phẩm đã thành rượu các bạn ơi. Đóng hộp đàng hoàng luôn. Rất là nhiều luôn. Cái rượu này thì phân phối khắp cả nước các bạn ạ. Rượu Ngô Thanh Vân này rất là nổi tiếng. Còn cái chun này là cái chun rượu thuốc các bạn này. Rượu thuốc, không biết là thuốc gì. Người ta nói là rượu thuốc. Cái này là nấu cất là cất ở chỗ này đúng không? Vâng, nồi này được cất. À. Còn trong kia là hơi. Cái này trung bình một tháng là xuất ra thị trường tầm mấy nghìn lít. Do phụ thuộc khách hàng. Vâng. Các bạn, đây là khu vực cất rất là hiện đại này. Có cả lò hơi luôn. Đấy. Chục người à? Cái này đi vào trong này đúng không? Bên trong là cái hệ thống làm việc của cái nồi áp suất. Chúng ta có thể thấy những cái hệ thống làm việc rất là hiện đại luôn. Chằng chịt những cái nút khóa, những cái nút van để mở hệ thống làm việc cho cái nồi cất rượu này. Có rất là nhiều cái bình tép nước ở bên trong này để phục vụ cho quá trình cất rượu. Một cái ống khói rất là to luôn các bạn. Đây là cái vam khóa hơi hiện đại lắm các bạn ạ. Hơi sẽ dẫn theo đường này ra khi chỗ lò cất rượu. Cái tép nước này sẽ làm mát cho cái lò cất rượu các bạn ạ. Còn đây là những cái bậc cầu thang người ta đã xây lên để trèo lên tít trên mái các bạn ơi. Trèo lên tít trên nóc để kiểm tra cái mức độ làm việc của cái lò hơi này. Cái nồi áp suất này. Rất là cao luôn các bạn. Bên trên thượng kia là cái chỗ để cất rượu các bạn ơi. Đây là bên ngoài của hành lang các bạn. Có một cái đống củi rất là nhiều ở đây này. Dùng củi để mà nấu ngô. Còn cất thì cất bằng nồi áp suất các bạn. Khu này cũng rất là rộng luôn. Có trồng nhiều cây cảnh rất là đẹp nữa. Còn ở đây là một cái hồ, cái bể nước lọc các bạn. Những cái ve chai mà đã bán đi, gom lại để tái chế lại sử dụng. Đây hoàn toàn là bằng cái bình thủy tinh các bạn, chai thủy tinh bằng nhãn hiệu logo của thương hiệu rượu này. Đây cũng là một cái loại bình cũng như một cái loại chai thủy tinh nữa, có hai loại các bạn này, một loại thấp và một loại cao. Đây nhãn hiệu của loại rượu này nó có là NAP PNQ. Rất là nhiều chai được tái sử dụng lại. Sau một quá trình khám phá và tìm hiểu thì chúng ta cũng thấy được cái mô hình này cũng khá là hiện đại và khá là ấn tượng. Các bạn theo dõi video đừng quên bấm nút like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh Vlog Miền Núi nhé. Còn bây giờ xin phép nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả anh chị, quý vị và các bạn vào video tiếp theo. Bye bye.